Kính thưa quý vị, hiện giờ là lúc 1:30 sáng ngày 28 Tết đó quý vị. Lâm đang đứng trên cầu Gạch Sỏi. Đây là cầu mới của Gạch Sỏi. Hôm nay Lâm sẽ xin giới thiệu với mọi người đó là chợ đêm của Gạch Sỏi. Thì ở Rạch Giá thì theo Lâm biết là có 3 cái chợ hoạt động về ban đêm. Đó là một là chợ Gạch Sỏi, về cái khu mà mua bán các loại thủy sản hay là các loại trái cây này kia đó, thì tấp nập về hoạt động về ban đêm. Cái thứ hai nữa đó là chợ trái cây của 30 tháng 4, và cái thứ ba nữa là chợ của Tất Cậu về mua bán thủy hải sản đó quý vị. Thì đây là quang cảnh mà chúng ta có thể thấy về ban đêm ở đây. Ở phía dưới đó là tàu bè ghé cập bến để mà lên các loại hàng hóa đó quý vị. Thì một chút nữa Lâm sẽ đi xuống phía dưới để mà quay cho mọi người cùng tham quan theo dõi nha. Đây. Đây là đầu chợ nè quý vị. Về buổi tối các mặt hàng như thịt heo cũng đang được đưa xuống để mà tiêu thụ vào buổi sáng. Và đây là các loại hoa đang được đưa ra bày bán vào sáng mai đó quý vị. Rất là đông các cô bác đang đôi những mặt hàng ra bán ở đây. Có rất là nhiều cái mặt hàng cũng đang được bày ra bán ở đây nè quý vị. Các loại rau củ quả, thịt được đưa lên. Mặc dù là mới khoảng 1:30 sáng thôi đó quý vị. Quá tập kết ở đây rất là nhiều. Phải chợ ban đêm cô ơi. Các mặt hàng đã được bày ra rất là nhiều thứ rồi quý vị. Ở đây chúng ta vẫn còn thấy đậu cao nè quý vị. Dạ. Có gì đâu để quay. đậu được ở đâu ta. Đây là các hoạt động về đêm nè quý vị. Ở đây rất là đông đúc. Mà không phải lên. Có lên rồi. Đi dụ má lấy chị về bà gác hết trần một miếng trần. Cho nó lại bộ luôn đi, cho rồi trời cho nó lại luôn nè. Anh bắt đầu từ lúc mấy giờ vậy? Ở đây. Đây ở nhóm chợ từ lúc 10 giờ giờ. À 10 giờ tới giờ đó ha anh. Wow. Anh ơi lên xem để một cút đi anh. Mướn thằng này làm ăn nhiều tối đẻ gì. Đó không mua mình sao lóc lên. Rồi vậy anh. Để tôi cũng dục nha. Thôi đây. Lúc này rất là tấp nập rồi quý vị. Quay giờ này mới đặc biệt. Quay em nè anh hả? Dạ. Quay em nè. Quay cô hả? Ô cá gì bự dữ vậy anh? Hả? Cá gì bự dữ hả? Wow. Anh này quay có lên đài không anh? Dạ lên mạng anh ơi. Lên mạng hả? Dạ. Anh quay anh gì hưởng quay cá hả? Ủa cái này là bỏ mối ở chảnh hả anh? À bỏ mối anh. À dạ. Đây đi cho mối. À đi cho mối luôn. Dạ. Có nhiều bạn hàng cũng đang đưa ra căng luôn nữa quý vị. Wow, con này nó còn sống luôn nè. Chuẩn bị con này cá. Bố gì á? À, chúng ta đang chăm wow. Cá tươi tươi không mọi con? Kim. Kim mày. Để lên án không? Wow. Dạ. Quay cái xe này coi. Xe này là từ nước ngoài về đây là không có luôn. Xe ba bánh thấy không? Xe mua chằn luôn. Tự chế. Xịt ra mua chằn luôn á. Dạ. Mua nó xịt có tiền mua chứ này là mua không có. Quay tụi lên mạng. Quay đang mà này quay nhiều quá. Quay rồi. Wow. Quay cũng được quánh đông đó. Ồ. Lên được không? Hả? Lên chưa? Thôi cho con quay con cá này cái. Ủa cô con cá này là cá gì mà bự quá cô ha? Ờ đây là cá chẽm. Rồi con cảm ơn cô. Những con cá còn rất là tươi, vừa mới lên rồi đó quý vị. Được rồi. Quay buổi tối mới nhộn nhịp. Hãy subscribe cho kênh Gạch Sỏi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Buổi tối rất là nhộn nhịp quý vị. Nhộn nhịp. Mà giờ này là đang là nhộn nhịp nhất luôn anh. Quá trời bạn hàng, người mua người bán quá trời luôn hả? Điên rồi. Dạ. Ủa cô ơi, xài này lên lúc mấy giờ cô? Đây là dạ. Dạ không, lên internet coi. Dạ. Không lên tivi. Không không, em không phải bên nhà đài. Rồi không có đi được à. Đây là khu vực những cái tàu hàng lên nè quý vị. Đây buổi tối rất là nhộn nhịp nè quý vị. Khu vực về mặt hàng về thủy hải sản là đông đúc nhất và hoạt động về đêm đó quý vị. Tấp nập người mua, người bán. Dạ vậy? Không đi giờ này tại con quay cái chợ về thủy hải sản về ban đêm nè. Giờ này là cái giờ mà gọi là đông nhất của bán về cái mặt hàng thủy hải sản. Còn như trái cây của mình là hầu như lên buổi ban ngày phải không chú? Hết rồi. Bữa nay là không có gì. À đêm mà hôm nay ha. Bữa nay hết hàng rồi. Qua phiếu hôm qua cả. Ôi vậy là hôm qua mới đông hả chú? Ừ, qua đông. Ôi trời vậy là con trễ rồi. Dạ. Phóng viên ăn. Dạ không con không vậy để con tắt cái này cái. Nãy giờ tay gần hơn chút. Đồ ngon rồi tắt béo vậy. Rồi nè. Dạ. Cái này là cái màn hình mình xem thôi. Quay cái nó lên hình đó hả? Dạ. Dạ. Bắt một cá cô dòm thấy. Dạ. Nè quay ba dưa hấu không nè. Wow. Ủa chú cái này là mình từ đâu tới chú? Ở đây luôn hay là Cần Thơ? Ở Cần Thơ hả? À ở đây có thấy bà con ở Cần Thơ rồi ở Bến Tre cũng có. Ủa ngày xưa giờ là mình bán ở đây luôn hả chú? À dạ. Ủa Cần Thơ là mình của huyện nào hay là của thành phố Cần Thơ luôn chú? Thành phố Cần Thơ. Quá trời dưa hấu chiên Tết nè quý vị. Chú năm nay chú có thấy bán được hơn năm rồi không hay là bán không bằng rồi? Cũng vậy, hết giờ bán cũng lai gai mạnh luôn. Dạ. Rồi chúc chú năm mới mùa mai bán đắt nha. Còn đi vòng nữa đây. Chừng quay cái nha. Wow. Dạ. À, có quay về chợ bán điểm thôi. Gần gần Tết mà. Hả? Cá rồi. Dạ. Cá rất là tươi quý vị. Nhìn là mút miệng. Rất là tươi đó quý vị. Rồi. Rồi lên rồi. Cái này quay lên lại không YouTube. Hả? Hình đâu? Này là đang quay trực tiếp mà chú. Đây là ví dụ như chú nói sao mà cô quay lại đi là thì mơ lên hình hết cá quá trời ta cá. Ủa bữa nay nó là nhóm bữa nó là ngày mai mình nghỉ ha. À mai mình buổi sáng thôi. Dạ. Mà năm nay chú thấy bán được như năm rồi không chú? Cá nữa. Ít mà bán được không chú? Bán lai gai thôi. Tại con đi mấy cái chợ kia thì người ta bán không có được. Lai gai đó. Dạ. Chợ qua cũng vậy mà chợ mấy cái chợ bình thường mà tập quá người ta bán cũng không ra nữa. Con đi. Yêu lắm. Dạ. Chứ mà cá không có nhiều. Cá không nhiều. Cá năm nay lại không nhiều mà bán không cũng liêu luôn hả? Dạ. Chạy vậy. Hôm quay là có người. Dạ. Dạ lúc đó con quay rồi. Dạ. Lúc này là đi. Dạ. Để chút con quay lại con đi đường đó. Dạ. Quay cái đang khuôn một chút nữa. Con đi luôn. Dạ. Đâu có. Đang quay phim. Đi phim hả? Dạ. Đi bắn độ chứ. Bắn đâu mà bắn. Tao quay phim dịp Tết mà bắn tốc độ gì. Ủa chú, cá này là cá gì vậy chú? Cá hủi đông đá hả chú? Wow. Dạ. À cá rúng. Cá rúng mà chú dọc có hoài vậy. Quay lại nổ anh Cường đại gia đây đó cô thấy rồi nè. Cái máy này cũng mua như à. Đây là mực nè quý vị. Wow. Giờ mực ong với nang ống nè nang. Ủa anh con cá đó cá bóp hả? Cá mặt. Wow. Cá kế bên là cá mặt đó quý vị. Nhìn là quý vị sẽ muốn ăn lẩu ngay thôi. Lẩu mua đầu cá bóp là đúng rồi. Cá chả có luôn. Ở nhà ở chả rồi. Cá chiên ngon. Rồi, có tiền mình lại đây mình mua thôi. Giờ không có cái gì. Nó tọn nhỉ. Quay cái cơm kìa anh. Cái cơm đó. Đi đâu vậy? À kìa kìa không. Không sao đi rồi. Thôi vậy em chạy đây. Đẹp trai, đẹp trai. À, cái này em đi này. Ô, ghê trời. Kìa quay nè. Ổng rồi quay bà nó hồi kìa. Ô, quay trực tiếp lên YouTube luôn kìa. Mà đừng quay tôi đẹp lắm. Không, cái này cũng không có trực tiếp đâu. Em về em phải ấy rồi đó. Làm lại, về chi. Quay nữa nè, quảng cáo là nó kiếm chồng rồi. Em đi vòng đây. Em đi chạy. Dạ. Em thấy liêu nè. Thịnh với chỗ ra luôn rồi nha. Này vậy thấy rõ. Hồi nãy dính một ít rồi đó chú, không về con số. Hôm nay thì ít hơn hôm qua, các bác các cô chú nói là hôm qua là sẽ đông hơn, tại vì hôm qua là bên khu trái cây đã lên hàng xong hết rồi quý vị, tại vì đã 28 Tết rồi. Ồ, đi đường nào ăn? Sau đây Lâm sẽ đi qua cái khu về buôn bán các loại về thịt heo hay là heo nữa quý vị. Quay đưa lên mạng đó vậy. Dạ. Chị có coi không? Không đưa lên hả? Dạ đúng rồi, em đưa đó. Dạ không quay nữa đi. Dạ em đang đi quay nè. Nè quay chị cái nè. Ủa chị, cái này là chị lên lúc mấy giờ vậy? Nó lên hàng lúc mấy giờ hả chị? Không biết cái giờ nào mình lên giờ đó là. Ủa chị, vậy là mình lấy hàng. Lấy hàng thường là lấy từ đâu chị? 30 tháng 4. Tại vì 30 tháng 4 em cũng có quay. Dạ. Cảm ơn chị, chúc chị năm mới nhiều sức khỏe, mua mày bán đắt. Ở đây là tấp nập người mua cái bán, chủ yếu là người bán thôi quý vị. Tại giờ này chưa có người mua. Đây là cái khu phía trước và Lâm đã có quay rồi đó quý vị. Lâm đi sang cái khu kia nhé. Đang quay. Quay cái bánh. Dạ. Năm nay bán được hơn năm rồi không chị? Lai gai được. À dạ. Chị lấy cho em chục đi. Hả? Lấy cho em một chục em về. Nó nhảy ra chị. Thấy không? Đi luôn chị ơi. Rất là tấp nập đó quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo ạ.